Trong tháng đầu năm 2024, Bộ Tổng Tham mưu đã tập trung chỉ đạo toàn quân triển khai thực hiện và hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ. Toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc, quản lý chặt chẽ tình hình trên không, trên biển, biên giới, nội địa, không gian mạng. kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống, hoàn thành có chất lượng việc tổng kết nhiệm vụ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, tổ chức các đoàn kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và tổ chức cho bộ đội đón Tết tại một số cơ quan, đơn vị. Làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, tập huấn cán bộ, giải quyết chế độ cho bộ đội xuất ngũ và tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2024 chặt chẽ, đúng quy định. Kịp thời tổ chức huy động lực lượng phương tiện tham gia ứng phó, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại các địa phương. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, toàn quân vừa tổ chức cho bộ đội đón Tết vui tươi, an toàn, Vừa duy trì nghiêm các chế độ canh trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức các đoàn kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và tổ chức Tết tại các cơ quan đơn vị trong dịp Tết Nguyên đán, phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên cả nước. Chỉ đạo hướng dẫn các địa phương tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trang trọng, chu đáo. Tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện tại một số đơn vị. Chỉ đạo các cơ quan đơn vị quán triệt và chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, duy trì nghiêm nền nếp chính quy bảo đảm an toàn giao thông, tăng cường hoạt động của lực lượng kiểm soát quân sự, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đề án, kế hoạch về công tác giáo dục và đào tạo, công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh, công tác quốc phòng ở các bộ, ngành, địa phương. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình điểm về dân quân tự vệ, đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, bảo vệ an toàn hoạt động kinh tế biển của đất nước, duy trì nghiêm chế độ ứng trực cứu hộ cứu nạn ở các cấp, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống.